Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin bổ ích tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về dòng sản phẩm nước hồng sâm nhụy hoa nghệ tây và công dụng của chúng đối với chị em phụ nữ như thế nào nhé. À, thưa bạn khi mà nói về sức khỏe tâm sinh lý của chị em phụ nữ thì đây là một trong những vấn đề được rất nhiều trong chúng ta quan tâm đúng không chính vì vậy đối với những chị em phụ nữ kể cả đang trong quá trình phát triển hay là thậm chí là đã sau khi sinh rồi chúng ta vẫn luôn cố gắng làm sao để có thể là giữ được cho cơ thể mình khỏe mạnh nhất đồng thời là ngăn chặn quá trình lão hóa sớm đến với chúng ta tuy nhiên thì theo thời gian cùng với đó là tác động của môi trường khiến cho cơ thể của chúng ta gặp nhiều vấn đề à, chính vì vậy không chỉ sử dụng mỹ phẩm không mà chúng ta còn cần phải sử dụng uh, kết hợp với những yếu tố tác động từ sâu bên trong cơ thể và trong video ngày hôm nay ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về sự tác động của dòng sản phẩm nước hồng sâm nhị hoa nghệ tây đối với chị em phụ nữ dòng sản phẩm nước hồng sâm nhụy hoa nghệ tây là một trong những sản phẩm xuất xứ từ hàn quốc và đã được công nhận về thành phần chất lượng cũng như là tác dụng của chúng trong quá trình dùng đặc biệt đối với những chị em phụ nữ sau khi sinh nở khi chúng ta sử dụng dòng sản phẩm nước hồng sâm nhụy hoa nghệ tây như thế này nó sẽ có tác dụng là giúp kích thích sự sản sinh sữa của chúng ta dành cho em bé đồng thời là ngăn chặn quá trình lão hóa cũng như là khiến cho chúng ta hồi phục nhanh hơn sau khi sinh và quan trọng nữa là một trong những vấn đề khá là lớn đối với nhiều chị em phụ nữ sau khi sinh chúng ta rất sợ rơi vào trạng thái trầm cảm đúng không ạ? Tuy nhiên thì khi sử dụng dòng sản phẩm nước hồng sâm nhụy hoa nghệ Tây như thế này thì nó sẽ có các hợp chất vô cùng quan trọng đồng thời là ngăn chặn quá trình hình thành căn bệnh trầm cảm của chúng ta cũng như là khiến cho tâm trạng của chúng ta được thoải mái hơn. À và đồng thời nhiều chị em phụ nữ theo kiểu anh thấy sau khi sinh gặp khá nhiều vấn đề chẳng hạn như là rụng tóc hay là da của chúng ta bị lão hóa khá là nhanh đúng không? Bởi vì sau khi sinh thì nội tiết tố trong cơ thể của chúng ta bị thay đổi rất là nhanh chóng khiến cho cơ thể của chúng ta chưa kịp thích ứng với điều này và từ đó dẫn đến việc là rụng tóc và lão hóa rất nhanh tuy nhiên thì sau khi sinh chúng ta nên sử dụng dòng sản phẩm nước hồng sâm nhụy hoa nghệ tây này bởi nó có các hợp chất vô cùng quan trọng giúp kích thích mọc tóc ngăn chặn việc chúng ta bị rụng tóc cũng như là tăng cường sản sinh collagen và ngăn chặn quá trình lão hóa đến với chúng ta tuy nhiên không phải vì thế mà chỉ có chị em phụ nữ sau khi sinh mới dùng được các bạn nhé và ngay cả những chị em phụ nữ bình thường như chúng ta vẫn có thể sử dụng được sản phẩm này bởi nếu như chúng ta kiên trì sử dụng sản phẩm nước hồng sâm nhụy hoa nghệ tây trong một thời gian dài sức khỏe của chúng ta sẽ được ổn định hơn đồng thời là ngăn chặn được các căn bệnh nguy hiểm và một trong những vấn đề được có rất nhiều chị em phụ nữ thích thú đó chính là sử dụng nước hồng sâm nhụy hoa nghệ tây trong một thời gian dài nó sẽ ngăn chặn quá trình lão hóa sớm đến với chúng ta Đồng thời là nó sẽ kích thích sự sản sinh collagen trong cơ thể của chúng ta nhiều hơn à, Và có khá nhiều khách hàng hỏi Kiều Anh rằng Tại sao dòng sản phẩm này lại tuyệt vời như vậy đối với chị em phụ nữ Thì Kiều Anh xin được giải thích rằng Dòng sản phẩm nước hồng sâm nhụy hoa nghệ Tây này Được kết hợp từ hai nguyên liệu vô cùng quý hiếm cũng như là tốt Đã được chứng minh Đó chính là hồng sâm 6 năm tuổi và nhụy hoa nghệ Tây đây là hai nguyên liệu chính vô cùng quan trọng. Nếu như hồng sâm 6 năm tuổi có thành phần saponin không chỉ tốt cho việc làm đẹp, dưỡng nhan hay là phòng chống ung thư, thì nhụy hoa nghệ Tây là một trong những nguyên liệu có công dụng khá tốt trong việc dưỡng nhan hay là làm đẹp cho chị em phụ nữ. Nhụy hoa nghệ Tây thì vốn đã được biết đến như là một trong những chất chống oxy hóa vô cùng mạnh mẽ rồi. À, chính vì vậy khi sử dụng sản phẩm này, nó mang đến những kết quả, những lợi ích vô cùng bất ngờ đối với cơ thể của chúng ta. Và quan trọng nữa là trong nhụy hoa nghệ Tây có chứa những thành phần giúp chống lại căn bệnh trầm cảm cũng như hỗ trợ điều trị căn bệnh này một cách hiệu quả hơn. Sở dĩ nhụy hoa nghệ Tây chống được oxy hóa bởi vì trong nhụy hoa nghệ Tây có chứa các chất đáng chú ý như crocin, crocetin, safranan và kmp đây là những chất chống oxy hóa đồng thời có tác dụng rất tốt đối với cơ thể. Vâng, với những công dụng tuyệt vời như vậy thì hẳn các bạn sẽ muốn dùng sản phẩm này đúng không ạ? Và đặc biệt dưới công nghệ sản xuất hiện đại, thế nên là các hợp chất trong nhị hoa nghệ Tây cũng như là hồng sâm 6 năm tuổi vẫn được giữ nguyên chất. Và trong quá trình chúng ta sử dụng dưới dạng nước như thế này thì sẽ được hấp thu được hết toàn bộ các dưỡng chất của nó và quan trọng sản phẩm nước hồng sâm nhụy hoa nghệ tây được đóng gói dưới dạng túi nhỏ như thế này thì rất là vô cùng tiện lợi và khi mà chúng ta đi công tác hay là đi làm việc ở đâu bận rộn thì chúng ta có thể là sử dụng được luôn và về cách dùng hay liều lượng dùng thì các bạn hãy nhớ cho kiều oanh nhé là với một gói nước sản phẩm hồng sâm nhụy hoa nghệ tây như thế này thì mỗi ngày chúng ta sẽ uống hai lần và thời điểm tốt nhất để chúng ta uống đó chính là vào buổi sáng và buổi tối À, và chúng ta nên uống khi mà bụng rỗng bởi vì ở thời điểm này thì chúng ta sẽ hấp thu được hết tất cả những dưỡng chất mà sản phẩm này mang lại và một vài điều chú ý nữa đó là trong quá trình dùng thì các bạn hãy nhớ làm ấm túi nước này bởi vì như vậy thì các hợp chất của nó sẽ được hấp thu tốt hơn và ngoài ra trong quá trình sử dụng hãy nhớ cho kiểu anh rằng chúng ta sử dụng trong một thời gian dài thì sẽ mang lại được những hiệu quả vô cùng đáng kể Tuy nhiên, để mua được dòng sản phẩm chất lượng đến chính hãng từ Hàn Quốc thì các bạn hãy nhớ liên hệ tới hotline của Korea Shop 24h là 0904 363 985 hoặc 0904 886 428 để được tư vấn miễn phí về dòng sản phẩm nước hồng sâm nhụy hoa nghệ Tây như thế này. À, hoặc các bạn cũng có thể nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com để đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng các bạn cũng có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều tư vấn hơn, nhiều ưu đãi hơn dành riêng cho dòng sản phẩm nước không xâm nhụy hoa nghệ Tây. Và hy vọng với những thông tin mà Kiều Anh đưa ra trong video ngày hôm nay thì các bạn đã biết được rằng tại sao dòng sản phẩm này nó lại tốt đối với chị em phụ nữ rồi đúng không ạ? Và chúc các bạn có một ngày tốt lành. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Các bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về dòng sản phẩm nước hồng sâm nhụy hoa nghệ Tây thì hãy truy cập vào danh sách phát phía bên tay phải của Kiều Anh để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết. Đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông nhỏ ở dưới đây để nhận được thông báo về những video mới nhất, những sản phẩm mới nhất đến từ siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24h.